Tâm bão số 3 đã tiệm cận đất liền và gió trên các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ đang ngày càng mạnh lên. Sau đây là cập nhật mới nhất từ ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về thời điểm tâm bão đi sâu vào đất liền. Dự báo của chúng tôi trong khoảng 1 đến 3 giờ tới thì cái vùng tâm bão sẽ di chuyển vào khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10, cấp 12. Và sau đó thì bão sẽ di chuyển sâu vào trong đất liền dưới tác động của cái hoàn lưu của bão thì từ nay đến chiều khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ có cái gió mạnh cấp 19, cấp 12, trong đó khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng là cái vùng mà có cái gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Khu vực Thái Bình, Nam Định, khu vực Ninh Bình, khu vực Thanh Hóa là những cái vùng mà có cái gió mạnh cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 13. Sau đó là những cái tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Trước diễn biến gió mạnh và tính chất nguy hiểm từ những tác động của bão số 3, đại diện cơ quan khí tượng đã có những khuyến cáo đến người dân. Người dân trong cái thời điểm gió mạnh, tâm bão đang đi vào cái lúc mà gió bão đang mạnh nhất thì chúng ta không nên ra khỏi nhà và luôn tìm nơi trú tránh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cái thời điểm bắt đầu từ chiều rồi đi, những cái hiện tượng như là ngập lụt hay là cái hiện tượng lũ quét, trượt lở đất bắt đầu cũng xuất hiện ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng cũng như khu vực Lạng Sơn, và những người dân ở khu vực đấy thì những cái vùng mà có nguy cơ cao về cái lũ quét và trượt đất cần nên là không nên đi ra, tức là tìm những cái nơi mà trú tránh để đi ra khỏi những vùng nguy hiểm. Trong những giờ tới, báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật cảnh báo từ các nhà khí tượng về bão số 3.